Rồi Hoàng Tây xin chào con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá long ngày 5 tây tháng 11. Thì giá long ruột đỏ hôm nay hiện tại buổi sáng là kho đã điều chỉnh giá. Giá tăng khoảng 3.000 đồng một ký nha bà con. Tăng khoảng 2 đến 3.000 đồng một ký giá long ruột đỏ. Còn giá long ruột trắng Bình Thuận hôm nay thì nó vẫn duy trì cái mức đi ngang so với ngày hôm qua và ngày hôm kia. Hiện tại kho điều chỉnh giá thanh long ruột đỏ hôm nay như sau: loại 1 24.000, loại 2 19.000, loại 3 14.000, loại 4 6.000, hàng ngang trộn 4.000 nha. Thì hôm nay thì cũng mình thấy cũng có rất nhiều nhà vườn cắt trái nha. Hôm nay mình thấy bà con cắt trái cũng nhiều. Giá long ruột trắng hiện tại thì nó có giá như sau: hàng đẹp từ 11 đến 13 ngàn, hàng sàn từ 9 đến 11 ngàn, hàng thường từ 8 đến 9 ngàn, hàng dạt 2-3 ngàn nha. Đó, giá long ruột trắng Bình Thuận. Thì kênh mình cập nhật giá long thì bà con có quan tâm thì bà con nhấn đăng ký kênh nha. Mình cập nhật giá buổi trưa nay thì có thể là nếu giá long buổi chiều kho nó đề giá khác thì mình sẽ cập nhật tiếp cái video thứ hai nha. Rồi, hôm nay cập nhật nha, giá long đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.